hèn chi người ta tắt đèn, người ta chạy đèn có thui mà người ta thấy đường á, cái kiến đâm cái kiến của mình á, má thấy đường luôn á, rồi thấy à, hay là anh vô cũng thấy đường á, Dương cái ly 500 nghìn, quay quay lỡ quay lỡ quay ngược chiều anh, quay quá Dương, má không thấy, Dương không thấy gì thắng lại đi, nó gãy cái đường kia hay gì, nó chạy ngược đường rồi, có lộn được á, có lộn được đi đâu vậy, chết mẹ, quay Dương, nó không thấy đường, thấy đường, thấy đường mà chạy chứ khó. Chắc là nó vượt á. Rồi đường này mà còn đó luôn, chạy ẩu đó, đó là không thấy đường rồi đó. Nó ẩu. Không thấy đường. Mày sao? Đèo Âu Quy Hồ có chiều dài gần 50 km, là con đèo hiện nay đang nắm giữ kỷ lục là con đèo dài nhất Tây Bắc Việt Nam. Nằm trên con đường quốc lộ 4D thuộc hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Tuy là con đèo với khung cảnh khá đẹp, còn được gọi là đèo cổng trời, nhưng tại con đèo này cũng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Sự nguy hiểm của con đèo này không nằm ở những khúc cua ngoặt tay áo hay là những khúc cua dốc thẳng đứng, mà chính là lớp sương mù dày đặc thường động lại ở đây vào những lúc chiều tối. Lớp sương mù này lắm khi còn dày đặc đến nỗi khiến cho tầm nhìn chỉ còn lại vài cây chuối hay chỉ vài mét. Video này mình quay được trong lúc quay về thị xã Sapa sau khi nán lại ngắm hoàng hôn trên đỉnh cầu kính Rồng Mây. Vì xe của mình không được trang bị đèn sương mù, kèm theo lần đầu gặp phải sương mù dày đặc tại đây khiến cho tầm nhìn xa chỉ còn lại dưới một cây chuối. Tốc độ di chuyển cỡ 5 km/h. Hôm nay mình xin chia sẻ video này cho mọi người nhé. Ngắm hoàng hôn trên cầu kính Rồng Mây khá đẹp và thú vị, nhưng những ngày sương mù, mọi người nên lưu ý tránh khỏi đèo Âu Quy Hồ càng sớm càng tốt. Chi tiết mời mọi người xem trong clip. Là nó qua khỏi cái trước mình vài trăm mét là trước qua... cua cua đi Dương, cua chút nữa Dương, từ từ từ, từ rộng không, lắm, cua này rộng lắm. Dương nhìn thấy. Thôi qua quá rồi kìa, quá quẹo lại. Hết thấy rồi, chị chậm chậm đi. Chậm lại đi, nó cua đó. Lại đó. Anh ôm vô cái ta ly này anh thấy không? Thấy rồi. Ừ, đúng rồi, chậm chậm đi, chậm ra đi. Chạy. Chạy rất là chậm, có mười mấy à. Biết rồi. Nhìn mắt mèo dưới đường á. Cua chậm chậm. Cần từ từ để mà mình cua nãy làm rộng mà. Hóa xe lên nữa đó. Người ta chạy giống cua dèo dèo thấy không? Người ta quen ha. Không quen. Bên ngoài quá là đừng xuống đống cỏ gì không, tại cái đoạn cua không phải cái đoạn cua vô nè thấy không, dòm đây nè thấy nè, chủ yếu là canh trên đường hồi nó không còn cái gì nữa sao canh nè, đó thì canh bên trong đây không thấy thì mình canh bên trong này không có thấy được mấy sắp nhấn điện cá nhân rồi ra lúc này thấy rõ. Mà trong khi cái á đó là phải đáp lại đó. Trong khi cái này là phải nhìn màn hình điện thoại chạy được nè, điện thoại nó làm thôi, cho thôi, thôi, thôi. Cho cái đường trong, trong nè không, ý em nói là nhìn điện thoại thấy được nè, điện thoại nó quay trong veo nè, ngộ thiệt. Nó làm cho rồi thấy rồi đó. Cua đây dích dắt không à, đang dích dắt dích dắt nhưng dắt không mà. À, cái này thấy nó bớt lại đó, đó. Bớt lại đó, nó bớt bớt mây lại đó. Chạy chậm rì mà xử lý vậy. Không có bớt đâu, đang còn cục mây á. Thấy gì là nhìn đã lắm rồi, hồi nãy thì con khúc. Nè anh thấy không? Nó cua ta, cua. Nhưng mà tao biết là cua nhưng mà từ còn nhìn thấy luôn mấy cái lạch trắng ở dưới đường nữa nè. Thấy cái mắt thấy mèo dưới đường mà. Lạch trắng cũng thấy đó, để bớt mây lại đó. Chi mở cửa sổ. Mày đã hả? Mày giờ này nặng không? Hôm trước là cái lan can cái tơ ta đi mà nè ngoài thấy. Nè là của người ta có luôn á, mà anh nhìn anh không thấy luôn á, gọi đèn lên đó nhìn không thấy cua, luôn cua. Cho xe nó qua cái thấy mà. Cho xe người ta qua trước, người ta đi trước có thể mình dễ thấy máy. Ví dụ mà nó ngoài trời nó trong veo rồi, gió khiến mình mù quá anh ơi. Anh xịt nước lên thử coi. Nó xịt đó. Ôi chết cha. À là bên trong.
từ từ chứ. Có bình thường từ từ chứ. Khi nó bị hầm ở trong không gì? Không. Nhiệt độ bên trong nó nóng hơn bên ngoài, mình mở kiến ra hay là sao ta? Mở kiến ra đi. Mở kiến ra đi. Mở cái xà kiến bên này không thì xuống rồi. Có bẩn mất phà không anh? Ừ. Sửa kiến hả? Sửa kiến á. Không, em đang phà lạnh nè anh ơi. 18 độ. Em tự đâu mới phà. Tự đâu sửa. Cái kiến này xuống rồi là nó nhiệt độ bên trong ngoài nó không bị hầm cái hơi nữa. Mà mở cửa hết rồi mà. Ừ, mới mở xuống đó. Đi trong cục mây á mình đó. Người ta nhát người ta về sớm rồi chiều. Ủa cái gì em không thấy luôn rồi chú ơi. Tôi thấy thấy. Anh đang pha hay là? Không, mẹ thấy. Ừ, không thấy chú pha quá vậy. Tới nhà dân người ta mà. Má ơi luôn á. Ủa gì kỳ vậy đó. Có mờ kiến hay sao á chú ơi. Ừ. Mờ kiến mà không thấy đường luôn. Kệ đi. Đang trong cục mây á. Nguyên cái thành phố Sa Pa nó chìm vô mây luôn á nhỉ. Lát mình về tới nơi là nó nằm trong mây luôn á. Nó bò với tốc độ 15 km trên giờ. Vì là quý là anh không ngồi là anh chạy không được, anh phải dừng luôn kìa, nó không thấy gì hết luôn. Ngay chiếc mũi xe mà nhìn xuống đường không thấy cái đống đen này luôn á. Sắp đến điểm cá nhân. Chó nằm ngoài đường. Ôi xa. Hay là đóng cửa lại đang thử. Ok đi. Ba còn 12 cây rồi. Xuống đèo lần lần rồi phải chưa? Ừ, đang xuống. Ừ. Nhìn cái ta ly. Ừ. Nhìn mét cái ta ly cũng được. À, tắt cái đèn này. Tắt đèn chấp nhất hả? Tắt đèn gần. Ừ. Tắt chưa? Tắt rồi. Gần nó chiếu lên nó mù hơn. Hèn chi người ta tắt đèn, người ta chạy đèn tối thui mà người ta thấy đường á. Cái kiến đâm cái kiến của mình quá thấy đường luôn á. Rồi thấy rồi. Hay là anh vô lại em chạy cho. Không, cái này thì chạy chậm thôi. Nhưng mà thấy đường cũng vậy. Tại vì em đang còn nhìn thấy. Anh Nam pha rửa kiến nữa đi rồi. Kiến của mình nó đục liên tục đấy. Ôi ôi. Ở trong còn rộng đấy. Ừ, thấy rồi. Ăn gian vô xíu xíu. Anh chưa thấy hôm trước thì đừng có đạp ra nhiều. Công gì rồi đó, nhìn bản đồ coi. Thầy nhìn cái ta ly này cũng được đó nè. Cái ta ly này chứ. Có cái lèn trắng ở trong nữa nè. Ừ, mình biết biết đu đuôi với gạt nước. Rồi cua, từ từ. Có anh nhìn theo ta ly anh cua từ từ thấy không? Ừ. Dễ hơn á. Cứ bình tĩnh mà rung. Không gì đó, cứ từ từ thôi, không gì. Mình đi đâu? Mình đi chơi chứ đâu phải mình gấp mình đi đâu đâu. Lấy cái đầu kinh dị á. Đừng có suy nghĩ, cứ từ từ thấy nó an toàn. Không có thấy quá 5 mét không thấy à. Thì đúng rồi, mình ở giường mình chạy chậm mình thôi, cái cục mây này đậm dưới đó. Xuống rồi đó. Chuẩn bị cua phải nè. Ừ. Anh không thấy hả anh? Anh rửa kiến đi anh. Anh rửa kiến đi. Thấy rồi, thấy. Không thấy nữa anh. Thấy. Sát ở trong rồi. Sát rồi, sát. Đường chạy sao vậy đâu dậm lên tao ly bên đây có cái lan trắng nè lan trắng này nè xuống còn 5-10 km cũng được không sao chứ anh bò chậm xuống chậm đi có gì đâu mà ừ anh đang chạy đang gạt thắng mà cái cua đó nè cái kiến của mình nó ố quá trời luôn ở trong hay ở ngoài ở ngoài chứ không sao ở ngoài hồi mình chỉ gạt nước cái thôi à chứ mình gạt thôi không cần phun nước lên đi chứ. Thì cái ta ly mới ra chút là được. Nhưng khi mình đi sớm mình đâu có thấy cảnh này hay chưa? Ừ, đâu thấy đâu. Cua. Kinh dị thiệt á. Cua chưa. Thấy rồi, đang cua à. Đấy, ôm cái cây ly, ta ly đi. Mất
độ này thì không có thấy không có nguy hiểm nhưng mà ôm theo con mắt mèo à. Ôi, không có tên ly à. Mắt mèo. Đi đường dưới cái loại nhựa đen đó nhìn cũng thấy mà. Ừ, đây cũng có mắt mèo có luôn. Tính là hay hơn ha. À, cái đèn khẩn cấp của anh đâu mà muốn anh đưa em đây em chớp ba chích 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 chớp nhiều đèn khó chịu hơn đuôi luôn ha. Nó chân đi được này bây giờ là đường đó mình đâu có thấy cái gì đâu, nó mù tịt luôn á, nó dừng xe luôn, nó chờ hồi gió nó phất một hồi thấy được chút rồi mới nhích được tới chút xíu thôi, dừng xe hẳn luôn không chạy được luôn. Lớp nào nó không có hả? Không có mấy cái dãy có cái dãy này luôn mà nhìn không thấy luôn, nó mệt mù tới mức độ mà không thấy luôn, chứ không phải là cái dãy đó nằm phía bên cái lan can bên ngoài á. Cho tao qua cái đèn. Ủa mà xe anh đèn vàng hay đèn trắng? Ê, tao nói luôn không? Ừ đó cỡ giỏi đó gì đó. Ừ đi thôi, đi thôi đi. Thấy hai đi. Thôi, đang quẹo ông cua. Thôi, đang cua. Theo nói là sai lầm bò đi. Tưởng đâu nó đi vừa vừa mình thấy được, mình thấy ông cua theo được. Chạy ghê chạy. Ô, thằng dưới lên đi. Rửa nước anh Dương. Má kinh trời. Đấy, chạy. Ê, lộn rồi. Rửa nước đi, bám vô cái ta ly. Ê, thấy đường hả Dương, cái ta ly 500 nghìn. Ê, lộn rồi, ngược chịu anh. Quẹo quá Dương. Má không thấy. Dương ơi, không thấy gì thắng lại đi. Ờ, nghe được, chạy. Xuống em thấy. Anh Dương không thấy đường rồi. Anh Dương bỏ cái ta ly ra qua bên kia đường luôn á. Anh bò 5 km/h giờ đi, anh không thấy đường, anh tấp vô đi. Là kiếm chỗ nào tấp chứ, tấp đi rồi xe nó đổ xuống. Được rồi. Cái ta ly đây nè. Cua nè, cua nè. Anh nhìn bản đồ chưa? Anh quên hả? Để nhắc nó từ từ thôi. À, anh bò anh nhìn bản đồ đi. Đừng có làm lẩm cẩm quá. Rồi, chuẩn bị cua nữa nè, cua gấp luôn nè. Ừ, cô gấp trở lại bên mình, bên đây đó, bên tại đó. Thôi bò thiệt chậm đi, ôm cái tao ly bò đi. Bò như là đậu cũng được á, ừ, sao chứ. Chạy chạy chưa không, tao xe tải nữa. Mất tiêu rồi. Nếu sao nữa. Quen quen chứ nhìn có thấy gì đâu. Rồi quẹo đi, dưới quẹo đi, quẹo quẹo. Rồi quẹo đất thôi nha, đó, nhìn bản đồ nè. Thấy rồi, rồi thẳng chút xíu rồi. Nhìn thấy cái mắt mèo trên giữa đường, trên đường thấy luôn. Thấy dễ nè, cứ cập cập lên cái tà ly của mình nữa nha. Đừng sát quá rồi đi vừa cua đó anh coi coi nè, anh coi nè, má ơi má hơi cua cái cua mà dốc nữa nha, dốc nha cua nữa nha, cua về đây nha. Hey, thấy coi quay thắng lại, thắng lại thấy không? Ôi trời, thắng đồ không? Thắng đồ không? Thôi để em chạy đi. Này linh giả rồi, linh giả. Linh giả chút xíu, từ từ. Thấy cái chỗ đó nè. Dần lại tập trung tư tưởng đi. Đây, cái này là em theo mắt mèo nè. Nó nè, con cặn xí nè. Rồi cua trái xí nè. Trên cái thì nhiều như nó chấm ngay cái tà ly. Sợ nó coi kỹ lại là đi. Má ơi luôn á, kinh dị. Chết rồi. Lần đầu tiên trong đời phải không? Tới đâu rồi dưới trời đó kìa, thấy à, thấy mắt mèo rồi, chỉ còn mắt mèo thôi. À, kinh dị. Giờ chạy 10 km/h chỗ này là tiếng hồ nó mới tới. Chạy đi bao lâu còn 9 cây rưỡi, khùng quá. Vừa đóng cửa kìa, xe nó đèn trắng kìa, thắng lại đi chạy nhanh đi, tới đi Dương, tới đi. Đấy, có sao ra chứ vậy, né đóng cửa một xíu. Không, không có xa lắm. Ra à, cán đóng củi đi, cái xe mình còn à, phải tính vậy đó anh. Dạ, dằn mình bể ấy ở đây mình còn. Đúng rồi, còn đỡ rồi. Đỡ con khỉ, thấy mấy chiếc xe lớn nó chạy. Có đèn đường sáng hả? Thấy cái gì đâu, trước mắt anh có thấy gì đâu, nhìn bản đồ kìa. Anh nhìn bản đồ chưa? Thấy đoạn xa luôn á, thấy xa. Rồi, anh nhìn bản đồ chưa? Rồi, rồi em sao đó. Tại lì, nhìn tại lì nha. Rồi, thấy à. Có đèn đường mà nó đỡ rồi. Nó đỡ chứ tình trạng là 10 km. Sao có xe em đà, cho nó qua luôn cái này. Yên tâm đi, mình chạy cái này nó qua bất ngờ mà. Nó ngoài đường nó thấy rõ hơn á, Dương. Mình dướng cái kiến nè anh à, rửa đi anh. Em nhìn, em thò đầu, em thấy trong queo à. Ái tùm lum mà cặn gì rửa. Em thò đầu, em thấy trong queo à. Dướng mình ố. Trời ơi, chắc bắt em có người. Thấy à.
đen thui, lúc đầu thấy cô này đen không á, mà đi chút xíu mới thấy sọc á. Thấy cái bóng sao? Nhìn mèo nha. Thấy cái bóng đen thui rồi trời. Quá chạy kinh trời. Lại chạy từ đất đi chứ. Kiến của mình, kiến của mình nó bị thiếu nước á, sụp nước lên, nước ít quá. Hey. Là cái sương mù của nó mà nó gì? Sụp nước lên, sụp nước lên. Hay là cái khi nào nó thì cái hơi nước nó lại vô trong xe nhiều nữa. Thử đi ha, lên kiến đi. Thử đi. Chuẩn bị bộ trái nè, quạt mạnh luôn nè. Xà. Quạt mạnh thì gà thắng. Đang gà thắng nãy giờ. Rồi rồi cô. Đang gà thắng nãy giờ. Kêu vườn tháo kiến xuống đây chỉ cầm giùm cho. Ồ, bây giờ thấy có 3 cục à, 2 cục, hơn 2 cục. Bạch muốn tới đi thẳng đi. Thẳng kêu phải. Thẳng chút xíu là cô phải. Rồi, cô từ từ nha, nhìn thấy mức mà. Nó nữa đi, nó nữa. Mấy người nhà ở đây chắc quéo chân trình. Rồi, chuẩn bị cô gặp nè. Rồi cua vô đi nữa đi anh. Rồi từ từ trả lại. Con kia chắc chạy liều mạng quen ha. Nãy giờ mà chưa vô được địa phận Sa Pa nó chạy bờ cam. Đúng rồi. Đó không chỉ mình hình xui. Ôi trời, thấy còn có 3 cục à. Cảm giác của tờ thiên rồi nha. Thiên đi trong mây á. Đi trong mây. Mà không bay qua cái ghéo à. Đứng trên mây nữa mà. Chéo con chu qua đám mây cũng đứng vậy. Tưởng tượng người ta có không? Ừ. Ê, có chiếc xe. Cua sao vậy anh? Cua hơi hơi á. Cua hơi bên trái. Cua nữa, 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 cua nữa, cua nữa. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Có cái xe đổ luôn rồi, đường luôn. Xe nó nằm ở trong. Dạ. Xe mình quẹo cái cua rồi. Cái xe đang đổ lên nha. Sao nó quẹo cái đường kia hay gì? Nó chạy ngược rồi mà. Khoan chưa? Nó lộn được á, nó lộn được đi đâu vậy? Chết mẹ. Khoan chưa? Nó không thấy đường. Thấy đường. Thấy đường mà chạy cho khó. Chắc là nó vượt á. Trời ơi, đường này mà là có đó luôn, chạy ẩu đó, đó là không thấy đường rồi đó. Nó chạy ẩu. Không thấy đường. Mày làm sao? Nó lỗi rồi đó, hay là lỗi rồi đó. Nó lỗi rồi, mình đi đó nó vượt ẩu á. Nó ghé luôn rồi. Ghé luôn rồi, nó ghé. Kìa, mình tập trung tư tưởng của mình kìa. Cua đó anh thấy không, xem ra nó cua làm sao mình quan trọng gì? Là mình đi chậm là an toàn rồi chứ không gì chứ cái này xử lý được hết. Ờ, chứ cái trong như ấy nó cũng chỉ mình vậy thôi à, mình đi chậm là nó an toàn. Chứ giờ mà cái tầm nhìn kém mà mình chạy cho cố thì không thể nào mình xử lý được. Này cái gì cũng lâu. Ali anh thấy tuốt mình xa luôn đó Dương ha, có cái ánh đèn nó chiếu xuống mình thấy xa lắm. Có đèn đó kìa. Wow. Đây là Sa Pa. Tình hình là Sa Pa lúc này là sương mù dày đặc luôn. Buổi chiều coi như là đi tối lên trên gọi là gì, cầu kính rồng mây xuống, trời ơi tối về một cái đi qua đèo Ô Quý Hồ là không thấy đường luôn. Thậm chí bây giờ ngay ở ngay chỗ trung tâm của Sa Pa là coi như là mịt mù luôn. Có điều chỗ này bây giờ còn thấy đường, chứ ngay trên đèo Ô Quý Hồ là coi như là chỉ thấy được chừng 5 mét trước mặt thôi, khủng khiếp luôn á. Đã mày thôi bây giờ đi ăn, ăn tối đó rồi nướng. Không chứ trời không khí lạnh thế này thì không ăn thì rất là uổng. Video xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.